Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Xảy ra trong năm thứ tư vua Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-cha-ri nhằm ngày mùng 4 tháng 9 là tháng Kít-lêu. Khi ấy những người ở Bê-tên có sai Sa-rê-xe và Rê-gem-mê-lét cùng những kẻ theo họ đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va và nói cùng các thầy tế lễ của nhà Đức Giê-hô-va vạn quân và cùng các đấng tiên tri mà rằng: Tôi có nên khóc lóc và biệt mình riêng ra trong tháng năm như tôi đã làm trong nhiều năm chăng? Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng: Hãy nói cùng cả dân sự trong đất và cùng các thầy tế lễ mà rằng: Các ngươi kiêng ăn và khóc lóc trong tháng 5, tháng 7 đã 70 năm nay. Có phải các ngươi vì ta, thật là vì ta mà giữ lễ kiêng ăn đó chăng? Khi các ngươi uống và ăn, há chẳng phải vì mình mà ăn, vì mình mà uống hay sao? Ấy há chẳng phải những lời mà Đức Giê-hô-va cậy các đấng tiên tri đời trước rao ra, khi Jerusalem và những thành chung quanh nó có dân cư được thịnh vượng, và khi phương Nam và đồng bằng có dân cư hay sao? Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-cha-ri mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Hãy làm điều gì thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhân từ, thương xót đối với anh em mình. Chớ ức hiếp đàn bà quá, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ nghèo khó. Và ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình. Nhưng chúng nó không chịu nghe, xây vai lại đằng sau và bịt lỗ tai lại đặng không nghe. Chúng nó làm cho lòng mình cứng như đá kim cương, để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã bởi thần Ngài cậy các tiên tri đời xưa sai đến. Vậy nên có sự thịnh nộ lớn lắm đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân. Xảy ra như khi người kêu, chúng nó không chịu nghe, thì khi chúng nó kêu, ta cũng không nghe. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy: Ta đã làm tan tác chúng nó như bởi một cơn gió lốc trong khắp các nước mà chúng nó chưa từng biết. Vậy đất đã trở nên hoang vu sau chúng nó, đến nỗi không ai trải qua hoặc trở về, vì chúng nó đã làm cho đất vui thích thành ra hoang vu. Chương 8. Lại có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: Ta đã nổi ghen vì Si-ôn bởi một cơn ghen lớn, ta đã nổi ghen vì nó bởi cơn tức giận lớn. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta đã xây lại cùng Si-ôn, và ta sẽ ở giữa Jerusalem. Jerusalem sẽ được gọi là thành chân thật, núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Sẽ còn có những ông già bà già ở trong các đường phố Jerusalem, ai nấy sẽ cầm gậy nơi tay vì cớ mình cao tuổi. Các đường phố trong thành sẽ đầy những con trai con gái vui chơi trong đó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Trong những ngày đó, dầu những sự ấy coi như lạ lùng cho mắt của dân sót này, song há lạ lùng cho mắt ta sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ giải cứu dân ta từ phương đông phương tây và đem chúng nó đến. Chúng nó sẽ ở giữa Jerusalem làm dân của ta, còn ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó trong sự chân thật và công bình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Các ngươi là kẻ đang những ngày này nghe các lời ấy từ miệng các tiên tri, trong ngày mà nhà Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là đền thờ, đã được lập nền để xây lên, thì các ngươi khá làm tay mình nên mạnh. Vì chưng trước những ngày đó chẳng có tiền công cho người ta, cũng chẳng có tiền công cho thú vật, và vì cớ kẻ cừu địch thì chẳng có sự bình an cho kẻ ra người vào,
vì ta đã khiến mọi người ai nấy nghịch cùng kẻ lân cận mình. Nhưng bây giờ ta sẽ không đãi những kẻ sót lại của dân này như trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vì ở đó sẽ có hột giống bình an, cây nho sẽ sinh trái và đất sẽ sinh hoa lợi. Các tầng trời sẽ sa mắt xuống, ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân này được hưởng mọi sự đó. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Israel, sẽ xảy ra như các ngươi đã làm sự rủa sả trong các nước thế nào, thì ta sẽ cứu các ngươi và các ngươi sẽ làm sự chúc phước thế ấy. Các ngươi chớ sợ hãi, song hãy làm cho tay mình nên mạnh. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, như ta đã toan giáng tai vạ cho các ngươi khi tổ phụ các ngươi chọc giận ta và ta không ăn năn, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, thì ngày nay cũng vậy, ta lại đã toan làm ơn cho Jerusalem và cho nhà Giu-đa. Các ngươi chớ sợ chi. Này là những sự các ngươi phải làm. Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân cận mình. Hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi. Chớ toan sự giữ trong lòng nghịch cùng kẻ lân cận và chớ ưa sự thề dối, vì ấy đó là những điều mà ta ghét, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta mà rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: sự kiêng ăn về tháng tư, sự kiêng ăn về tháng năm, sự kiêng ăn về tháng bảy, sự kiêng ăn về tháng mười sẽ làm sự vui mừng hớn hở và ngày lễ vui chơi cho nhà Giu-đa. Vậy hãy ưa sự chân thật và bình an. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: sẽ xảy ra các dân và dân cư nhiều thành đều đến, và dân cư thành này đi đến thành khác mà nói rằng: chúng ta hãy đi mau, đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va và tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân. Ta cũng sẽ đi. Như vậy, có nhiều dân và nhiều nước mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Jerusalem và ở đó nài xin ơn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: sẽ xảy ra trong những ngày đó, có 10 người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra, nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa mà nói rằng: chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Chương 9. Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va nghịch cùng đất Ha-đơ-rắc, nó sẽ đổ trên Đa-mách, vì con mắt loài người và mọi chi phái Israel đều ngó lên Đức Giê-hô-va. Lời ấy cũng phán về Ha-mát, láng giềng của Đa-mách, về Ti-rơ và Si-đôn, vì các thành ấy là rất khôn sáng. Vì Ti-rơ đã xây một đồn lũy cho mình và thâu chứa bạc như bụi đất, vàng ròng như buồn ngoài đường. Này, Chúa sẽ cất lấy của cải nó, xô quyền thế nó xuống biển, nó sẽ bị lửa thiêu nuốt. Ách-ca-lôn sẽ thấy và sợ, Ga-sa cũng thấy và rất đau đớn, Ét-rôn cũng vậy, vì sự nó trông mong sẽ nên xấu hổ. Vua Ga-sa sẽ bị diệt và Ách-ca-lôn sẽ không có dân cư. Con ngoại tình sẽ làm vua trong Ách-đốt, ta sẽ trừ sự kiêu ngạo của người Philistin. Nhưng ta sẽ cất máu nó khỏi miệng nó và sự gớm ghiếc nó khỏi giữa răng nó. Nó cũng sẽ được sót lại cho Đức Chúa Trời chúng ta. Nó sẽ như tộc trưởng trong Giu-đa và Ét-rôn sẽ như người Giê-bu-sít. Ta sẽ đóng trại chung quanh nhà ta nghịch cùng cơ binh, hầu cho chẳng ai qua lại. Kẻ hà hiếp sẽ chẳng đi qua trong chúng nó nữa, vì bây giờ ta đã lấy mắt nhìn xem nó. Hỡi con gái Si-ôn hãy mừng rỡ cả thể, hỡi con gái Giê-ru-sa-lem hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Ta sẽ trừ tiệt xe cộ khỏi Ép-ra-im và ngựa khỏi Giê-ru-sa-lem. Cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ tiệt, và Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước. Quyền thế Ngài sẽ trải từ biển này đến biển kia, từ sông cái cho đến các đầu cùng đất. Còn ngươi cũng vậy, vì cớ máu của sự giao ước ngươi thì ta tha những kẻ tù ngươi ra khỏi hố không có nước.
Hỡi những kẻ tù có trông cậy, các ngươi khá trở về nơi đồn lũy. Chính ngày nay ta rao rằng sẽ báo trả cho ngươi gấp hai. Ta dương Juda ra cho ta như cái cung, và Ephraim như tên của nó. Ta sẽ thúc giục con trai ngươi, hỡi Sion, nghịch cùng con trai ngươi, hỡi Gia-van, và ta sẽ khiến ngươi như gươm của người mạnh bạo. Bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ được thấy trên chúng nó, tên Ngài sẽ phát ra như chớp. Chúa Giê-hô-va sẽ thổi kèn và đi với gió lốc phương nam. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo hộ chúng nó. Chúng nó sẽ nuốt và dày đạp những đá ném bởi trành. Chúng nó sẽ uống và làm ồn ào như người say, sẽ được đầy dẫy như bát, như các góc bàn thờ. Trong ngày đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ giải cứu dân mình như là bầy chiên, như những đá của mão triều thiên sẽ được cất lên trên đất. Sự nhân từ Ngài và sự tốt đẹp Ngài sẽ lớn là dường nào. Lúa miếng sẽ làm cho những trai trẻ lớn lên, và rượu mới sẽ làm cho gái đồng trinh thịnh vượng. Chương 6. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu qua bờ bên kia biển Galilê, là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lên trên núi ngồi đó với môn đồ. Và lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng: chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chứ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Philip thưa rằng: 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là Andre, em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng: đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Nhưng đông người giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả trong nơi đó có nhiều cỏ, vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng: người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền sang thẳng bờ bên kia, hướng về thành Capernaum. Trời chợt tối mà Đức Chúa Giê-xu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 ta-đơ, thấy Đức Chúa Giê-xu đi trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi. Nhưng Ngài phán rằng: ấy là ta đây, đừng sợ chi. Bây giờ môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Giê-xu không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giê-xu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Capernaum để tìm Đức Chúa Giê-xu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển bèn thưa rằng: lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng: chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.
Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng theo như lời chép rằng Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, Mô-xe chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Và ý muốn của Đấng đã sai ta đến là, hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Nhưng vì Ngài đã phán ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lầm bầm về Ngài mà rằng: Ấy chẳng phải là Giê-xu con của Giô-sép mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thế nào người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi chớ lầm bầm với nhau. Ví bằng Cha là Đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra Đấng từ Đức Chúa Trời mà đến, Đấng ấy đã thấy Cha. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng: Lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cùng không uống huyết Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như Cha là Đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi Cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng: Lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Đức Chúa Giê-xu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng: Chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu Cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 sứ đồ rằng: Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ.
Vả, Ngài nói về Giuđa con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ. Sau sẽ phản Ngài. Chương 7. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê. Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Vả, ngày lễ của dân Giu-đa gọi là lễ liều tạm gần đến. Anh em Ngài nói rằng, hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê, để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra thì không ai làm kín giấu việc gì. Vì Thầy làm những sự đó hãy tỏ mình cho thiên hạ. Bởi chưng chính các anh em Ngài không tin Ngài. Đức Chúa Giêsu phán cùng anh em rằng, thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta, vì ta làm chứng này về họ rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ này, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn. Ngài nói xong, cứ ở lại xứ Galilê. Lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín giấu không tố lộ. Vậy các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ và nói rằng, nào, người ở đâu? Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài. Người thì nói, ấy là một người lành. Kẻ thì nói, không phải, người phỉnh dỗ dân chúng. Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường vì sợ dân Giu-đa. Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu lên đền thờ dạy dỗ. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng, người này chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta, có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình. Nhưng kẻ tìm vinh hiển của Đấng đã sai mình đến mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp, cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta? Dân chúng trả lời rằng, ngươi bị quỷ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi? Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng, ta đã làm một việc, các ngươi thảy đều lấy làm lạ. Môi-se đã truyền phép cắt bì cho các ngươi. Phép đó không phải bởi Môi-se nhưng bởi tổ tông. Và các ngươi làm phép cắt bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát. Nếu người đàn ông chịu phép cắt bì ngày Sa-bát cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bệnh được lành trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại nổi giận? Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Có mấy kẻ trong dân thành Jerusalem nói rằng, đó có phải là người mà người ta tìm giết chăng? Kìa, người nói tự do mà không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là Đấng Christ. Thế mà chúng ta biết người này từ đâu lại, song khi Đấng Christ sẽ đến thì không ai biết Ngài từ đâu đến. Bây giờ Đức Chúa Giêsu đang dạy trong đền thờ thì kêu lên rằng, các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại. Ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng Đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài, vì ta từ Ngài đến và Ngài là Đấng đã sai ta đến. Vậy họ kiếm thế bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài vì giờ Ngài chưa đến. Song trong vòng dân chúng nhiều kẻ tin Ngài nói rằng, khi Đấng Christ đến sẽ có làm nhiều phép lạ hơn người này đã làm chăng? Người Pharisee nghe lời đoàn dân nghị luận về Ngài, thì mấy thầy tế lễ cả đồng tình với họ cắt lính đi bắt Ngài. Chúa Giêsu bèn phán rằng, ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi ta đi về cùng Đấng sai ta đến. Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được. Các người Giu-đa nói với nhau rằng, thế thì người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong dân Grec và dạy dân Grec chăng? Người đã nói rằng các ngươi sẽ tìm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở các ngươi không thể đến được, ấy là nghĩa làm sao? Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh
mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển. Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó thì nói: người này thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói: ấy là đấng Christ. Người khác nữa lại nói: đấng Christ há từ Galilê mà đến sao? Kinh Thánh há chẳng nói rằng đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua David, làng Bethlehem là làng vua David sao? Vậy dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài. Có mấy kẻ trong đám dân muốn bắt Ngài, nhưng không ai đặt tay trên mình Ngài. Vậy bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pha-ri-si. Những người này hỏi họ rằng: sao các ngươi không điệu người đến? Bọn lính thưa rằng: chẳng hề có người nào đã nói như người này. Những người Pha-ri-si nói rằng: các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pha-ri-si tin đến người đó chăng? Song lũ dân này không biết luật chi cả, thật là dân đáng rủa. Ni-cô-đem là người trước có đến cùng Đức Chúa Giê-xu và làm một người trong đám họ nói rằng: luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Họ trả lời rằng: ngươi cũng là người Galilê sao? Ngươi hãy tra xét sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilê mà ra hết. Ai nấy đều trở về nhà mình. Thi Thiên 128. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.